hết xả này vô đi. Chào bạn, hôm nay mình có luộc mấy con nghêu nghêu cồn. Đây nè. Nó bự lắm. Đây. 1 kg nó khoảng 30 con á. Đây nè. Đây mình làm nghêu hấp xả ha. Xoài hé mỏ này nè, trộn lên này. Đẩy ra luôn nè. Đây bao nhiêu đây? Đó, đã chưa, đã chưa. Này nhiêu gò công ha. Nhiêu gò công chứ không phải nhiêu Hà Nội hay là nhiêu Hải Phòng vậy ha. Cắp anh em. Rồi chín rồi đó. Đó đây.